Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 161 của bộ truyện Tiên Hiệp Độc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ. Tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 161 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, lúc bây giờ giao chỉ thiên thuyền xuyên qua khoảng cách khoảng không vô cực bên ngoài 3.000 thế giới. Tốc độ của chiếc thuyền này ở trong tay của Tây Vương Mẫu so với ở trong tay Diệp Húc quả thật không thể đánh đồng. Trong chớp mắt liền vượt qua một thế giới, đi vào không gian một thế giới khác. Thiên thuyền lái đi rất lâu, càng ngày càng cao, thế giới bên dưới càng ngày càng nhỏ, dần dần toàn bộ 3.000 thế giới đều hiện ra trước mắt đám người Diệp Húc. 3.000 thế giới, hình dạng mỗi một cái đều không giống nhau. Có cái giống như Ngọc Châu, có cái giống như Bảo Tháp, có cái giống như Ngọc Lầu, Ngọc Bàn, cũng có cái lại phẳng phất như một ma thần bốn đầu tám tay, đem thế giới nâng trong tay. Còn có cái hình dạng như Đại Phật, vô cùng là kỳ diệu. Từ xa nhìn đến, hoa văn cấu tạo của những thế giới này cơ hồ có một loại đại đạo, đạo lý trời sinh, cất chứa ở bên trong, ảo diệu vô cùng. Đây là cấu tạo đặc biệt của thế giới trong từng vũ trụ, cất chứa đạo rộng lớn sâu sắc. Do đó cấu tạo của những thế giới này cũng thiên kỳ bách quái, nhưng đều là khí vận thiên thành. Diệp Húc trong lòng cả kinh, cẩn thận đánh giá, qua một lúc lâu mới từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm mà nói: căn cứ theo hình thái cấu tạo của 3.000 thế giới, hoàn toàn có thể đúc tạo ra 3.000 loại vu bảo. Uy năng mỗi một bộ vu bảo đều vô cùng lớn, vượt xa cấm bảo. Thấp thì cũng phải là cấp bậc thánh bảo, hoặc có thể sáng tạo ra vũ pháp uy lực cực lớn, hễ ra tay liền có thể đập nát trời đất. Đâu chỉ là thánh bảo chứ, người nếu như có thể lĩnh ngộ những hoa văn này thì cho dù là bảo vật cấp bậc thần vương cũng có thể đúc tạo ra được. Tây Vương Mẫu liếc hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói: những thứ mà ngươi nhìn thấy chính là đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới, vô cùng huyền diệu thâm sâu, đồng thời cũng vô cùng khó lĩnh ngộ. Cho dù là thánh hoàng tiêu phí thời gian cả một đời, e rằng cũng khó có thể đem số đạo văn đạo ngân này lĩnh ngộ hết được. Có thể lĩnh ngộ ra đạo văn của một thế giới đã được coi là không tồi rồi. Nếu như đem đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới đều lĩnh ngộ hết, không phải thần vương thì cũng phải là vượt qua cả thần vương kia. Tu luyện đến cảnh giới thánh hoàng đã là bắt đầu chạm đến thiên địa đại đạo, đạo lý căn bản trong trời đất, lấy vu nhập đạo. Cũng tức là nói, chỉ có thánh hoàng có thể lĩnh ngộ những đạo văn đạo ngân này. Còn nếu đổi lại là người khác, cho dù là vua hoàng nhìn thấy những đạo văn đạo ngân này, e rằng cũng nghĩ mãi không ra, không cách nào lĩnh ngộ được đạo lý từ trong đấy. Diệp Húc trong lòng chấn động, đánh giá kỹ lưỡng đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới, càng nhìn càng thấy huyền diệu, càng nhìn càng thấy phức tạp, khiến cho hắn đắm chìm vào trong trạng thái như ngộ mà như không phải ngộ. Nhưng đạo lý cụ thể thì không cách nào mà lĩnh ngộ ra được. Ngược lại, nghiền ngẫm tỉ mỉ những đạo văn đạo ngân này khiến cho hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Điều này chứng tỏ tu vi cảnh giới của hắn chưa đủ, đạo ngân đạo văn của 3.000 thế giới đã vượt qua phạm trù mà hắn có thể hiểu được. Mặc dù vô cùng tinh diệu, thế nhưng lại không phải là thứ mà bây giờ ta có thể lĩnh ngộ. Hắn thở dài, không tìm kiếm sự huyền ảo của những đạo ngân đạo văn này nữa. Phượng Yên Nhu và Già La Minh Tôn, Hạo Thiên Khuyển cũng thò đầu ra xem. Đột nhiên Già La Minh Tôn thét lớn một tiếng, lùi thẳng về phía sau, hôn mê bất tỉnh. Lão trong lúc suy tính đạo lý cất chứa trong những đạo ngân đạo văn này đã hao phí quá nhiều tinh lực, chỉ trong chốc lát đã đạt đến cực hạn lão có thể chịu đựng được, khiến bản thân rơi vào hôn mê. Trong mắt Phượng Yên Nhu vô số phủ văn, trận văn, cấm văn lưu chuyển, nàng cũng đang không ngừng thôi diễn thiên địa đại đạo cất chứa những đạo văn đạo ngân này. Đột nhiên hai mắt tối lại, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, vội vàng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa. Qua thật lâu sau nàng mới mở mắt ra, hai mắt từ từ khôi phục, trong lòng vẫn còn sợ hãi,
Nếu như ta tiếp tục thôi diễn, e rằng hai mắt đã bị những đạo văn, đạo ngân này làm tổn thương, vĩnh viễn mất đi ánh sáng rồi. Chỉ có con phá cẩu Hạo Thiên Khuyển vẫn nằm úp sấp trên mũi thuyền xem đến thích thú, không những khiến cho Diệp Phúc vô cùng kinh ngạc, mà thậm chí đến Tây Vương Mẫu, vị cường nhân cấp bậc thánh hoàng này cũng đến ngây ngốc. Hỏi ra mới biết, con phá cẩu này nhìn đến hình dáng của những tinh cầu này giống như những chú thỏ và những mặt trăng, đầu óc của nó toàn là ăn, đâm ra không để ý đến những đạo văn đạo ngân kia, không bị ảnh hưởng của những đạo văn đạo ngân này. Những đạo văn đạo ngân này chính là khí vận của 3.000 thế giới, chỉ có đứng ở đây mới có thể nhìn thấy được. Người hãy nhìn xem, trong 3.000 thế giới này, cái nào là cái có khí vận hưng thịnh nhất đây? Bà lên tiếng chỉ bảo cho Diệp Húc. Diệp Húc nghe vậy lập tức nhìn đi, chỉ thấy 3.000 thế giới dày đặc, khí vận của mỗi một cái có cao có thấp, chỉ có một thế giới ở trung tâm tròn như trái cầu, cao cao nổi lên là khí vận hưng thịnh nhất, đương nhiên chính là thế giới Vu Hoang. Thế giới Vu Hoang được mệnh danh là nơi tiếp giáp với thiên giới, tất nhiên khí vận sẽ hưng thịnh nhất rồi. Tây Vương Mẫu giơ tay lên tỉ mỉ chỉ bảo, bà cười nói: "Người xem, bên dưới thế giới Vu Hoang là thế giới gì?" Ánh mắt Diệp Húc hướng phía dưới thế giới Vu Hoang quét tới, chỉ thấy từng tầng u minh thế giới lơ lửng bên dưới thế giới Vu Hoang, có tất cả 10 tầng, rõ ràng là hàng cổ ma vực. Mà ở bên dưới hàng cổ ma vực còn có nhiều tầng thế giới cổ lão hơn, hoang tàn hơn. Ở đó phảng phất như vô cùng tối tăm, giống như địa ngục. Có lúc ngẫu nhiên xuất hiện một tia sáng của kim trúc, không quan sát kỹ, căn bản không thể phát hiện những thế giới bị tàn phá đến không nguyên vẹn này. 18 tầng địa ngục ư? Diệp Húc không khỏi phun ra một ngụm lãnh khí, lập tức hiểu ra tại sao thế giới Vô Hoang lại có khí vận hưng thịnh đến như vậy. Thế giới này tọa lạc ở giữa thiên giới và địa ngục, tiếp giáp thiên giới, đồng thời cũng tiếp giáp với địa ngục, chiếm cứ hai điểm tốt nhất. Thế giới Vô Hoang sở dĩ lớp lớp xuất hiện hào kiệt còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Tây Vương Mẫu mỉm cười tiếp tục nói: "Bệ hạ, ngươi cẩn thận quan sát đi, chậm muốn xem ngươi có loại nhãn lực nhận biết này không nào." Diệp Húc lập tức tập trung chú ý, nhìn khắp bốn phía, đột nhiên thân hình chấn động, cảm khái mà nói: "Nếu như không phải nương nương chỉ bảo, ta suýt nữa đã bỏ qua điểm này." Hắn cẩn thận quan sát mới phát hiện thế giới Vu Hoang so với những thế giới khác hoàn toàn không giống. Thế giới này nằm tại vị trí trung tâm của 3.000 thế giới, khí vận của nó mơ hồ, liên thông với những thế giới khác. Khí vận của các thế giới khác thỉnh thoảng lại từng đợt dũng mãnh nhập vào bên trong thế giới Vu Hoang. Loại tình huống này vừa giống như thiên nhiên tạo ra, lại cũng giống với con người tạo thành. Nếu như là trời sinh đã như vậy thì không có vấn đề gì, nếu như có người cố ý làm như vậy thì quả thật là đáng sợ. Đem khí vận 3.000 thế giới hội tụ bên trong một thế giới, loại thủ pháp này e rằng ngay cả thần vương, đế quân cũng không thể làm được. Khí vận 3.000 thế giới tương liên với thế giới Vu Hoang, kết nối 3.000 đại lục trong thế giới Vu Hoang. Bệ hạ, người biết điều này có ý nghĩa gì không? Tây Vương Mẫu không đợi Diệp Phúc trả lời, liền thở dài nói: "Điều này có ý nghĩa là chỉ cần là người sinh ra trong thế giới Vu Hoang thì vừa sinh ra sẽ liền có đại khí vận, vừa sinh ra liền được khí vận của 3.000 thế giới phù hộ. Bọn họ nếu như trở thành Vu Hoang, thứ đạt được không chỉ là sự công nhận của thế giới Vu Hoang, mà đồng thời cũng có được sự công nhận của các thế giới khác nữa. Sau khi thiên đạo chấp nhận hắn, tiên linh chi khí rơi xuống cũng nhiều hơn rất nhiều so với các thế giới khác." Nương nương nói không sai. Diệp Húc cũng sâu sắc đồng ý, gật đầu nói: "Tiếp nhận khí vận của 3.000 thế giới, đạt được công nhận của 3.000 thế giới, chính là trở thành thế giới chi hoàng, tất nhiên cũng trở thành vua hoàng của thế giới Vu Hoang rộng lớn, chiếm cứ ưu thế vượt trội, thành tựu của bọn họ tất nhiên cũng sẽ vượt qua các vua hoàng khác." Tây Vương Mẫu mỉm cười nói: "Do vậy, nơi đó sẽ trở thành đế hưng chi địa của tứ triều thiên đế, đồng thời cũng là một thế giới mà lịch đại thiên đế kiêng kỵ. Vua hoàng đi ra từ thế giới đó, nếu như có thể tiếp tục sống sót, tương lai chắc chắn sẽ không phải là kẻ yếu." Diệp Húc lập tức nghĩ đến Huyền Thiên Đại Đế sở dĩ dừng lại tại thế giới Vu Hoang mấy trăm năm, e rằng không phải là vì truyền đạo, mà là muốn thu thập khí vận của 3.000 thế giới, củng cố tu vi cảnh giới của bản thân mình. Huyền Thiên Đại Đế tiêu tốn quãng thời gian 500 năm quý giá để lưu lại thế giới Vu Hoang, hoàn toàn không lãng phí. Ông chắc chắn khi ở trong thế giới Vu Hoang đã đạt được cơ duyên cực lớn, ấn định cơ sở giúp ông tiến lên thiên đế. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thế giới Vu Hoang không chỉ là nơi sinh ra của tứ đại thiên đế, mà Huyền Thiên Đại Đế cũng có thể được coi là một trong số đó. Thế giới sinh ra 5 vị đại thiên đế, nước của Vu Hoang quả thật thâm sâu. Diệp Phúc chỉ cảm thấy nghi hoặc trước đây đột nhiên được thông suốt,
đủ loại an bài của đế khốc thần vương hay Tây Hoàng từ xa tha hương đến thế giới vô hoang. Những điều này đều đã được có lý giải. Chẳng trách đế khốc lại để đế tuệ sinh ra ở thế giới vô hoang, ở trong thế giới vô hoang trở thành vô hoàng, thì ra còn có duyên cớ này. Có điều bất luận là đế khốc hay đế tuệ, e rằng đều không thể ngờ rằng cái gọi là man di bản xứ của thế giới vô hoang lại chọn đúng thời khắc đế tuệ trở thành vô hoàng, nhân lúc hắn đang trong thời kỳ suy yếu, thừa nước đục thả câu, cướp đi 9 phần tiên linh chi khí, thậm chí đem hắn bước đến không thể không rút sang thế giới khác. Đây không thể trách đế tuệ được, cũng không thể trách đế khốc. Bọn họ cho dù thần thông quảng đại cũng vạn lần không ngờ nổi ở trong thế giới vô hoang lại có vô hoàng nhân kiếp loại tập tục xấu này. Bên trong thế giới vô hoang có tất cả 3.000 thần châu đại lục, mà trung thổ thần châu chính là nằm ở vị trí trung tâm, nơi khí vận hưng thịnh nhất kia. Còn bên trong trung thổ thần châu chắc chắn cũng có một chỗ khí vận lại còn dồi dào hơn những chỗ khác. Ở đó trở thành vô hoàng nhất định sẽ có thành tựu lớn hơn ở nơi khác nhiều. Diệp Phúc trong mắt nghĩ đến điểm mấu chốt này, tim thình thịch đập loạn. Yên Nhu ngoài am hiểu cấm chế còn biết về thôi diễn, chi bằng để nàng thôi diễn một phen, xem rốt cuộc ở đâu mới là nơi khí vận hưng thịnh đây. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như không có được giao chỉ thiên thuyền, không gặp được Tây Vương Mẫu, không đi đến Hoa Tiên Thư Quốc, hắn chắc chắn không có cách nào biết được cái bí mật động trời này. Giá trị của bí mật này quả thực quá lớn, khiến hắn bất giác cảm thấy một mối ân huệ dành cho Tây Vương Mẫu và thế giới Quân Luân. Nếu như có thể tìm kiếm được địa điểm kia, ở nơi đó trở thành vua hoàng, chẳng phải sẽ nhất định bị thiên đế truy giết hay sao? Diệp Phúc chớp chớp mắt thầm nghĩ. Cũng ngay sau đó, hắn có được câu trả lời khẳng định. Tuyệt đối sẽ bị giết thành cặn bã, không thể nghi ngờ. Không thể nghi ngờ. Trung thổ thần châu, đế hưng chi địa sẽ không nằm ở một vị trí cố định, bởi vì 3.000 thế giới luôn luôn trong trạng thái vận động. Đế hưng chi địa cũng không ngừng chuyển động theo, do đó sẽ không dừng lại ở một chỗ quá lâu. Có điều, đế hưng chi địa có lẽ chỉ di động trong một phạm vi nhỏ. Suy cho cùng, sự vận hành của 3.000 thế giới đều có quy luật đặc biệt của riêng mình. Trung thổ thần châu nằm ở trung tâm của thế giới, đế hưng chi địa dù thế nào cũng sẽ không thoát ra khỏi phạm vi của trung thổ thần châu. Diệp Húc kìm nén kích động trong lòng, lập tức quét mắt nhìn 3.000 thế giới, đột nhiên khẽ nao nao, lộ ra sắc mặt kỳ dị, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lẽ nào bệ hạ lại nhìn ra điều gì sao? Hay là lĩnh ngộ được đạo lý vận chuyển của 3.000 thế giới ư? Không ngại thì nói ra thử xem. Trong mắt Tây Vương Mẫu ánh lên một đạo hào quang, bà cười nói. À, không có gì. Nương nương thân là Thánh Hoàng, còn chưa thể nhìn ra điều gì được. Chấm ngay cả Nhân Hoàng cũng chưa đạt đến, làm sao có thể ngộ ra đạo và lý vận hành của 3.000 thế giới được đây? Diệp Phúc khẽ lắc đầu, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy, hắn vô tình liếc mắt đi, không ngờ lại nhìn thấy phần đông 3.000 thế giới ở trên cùng một mặt phẳng. Chỉ có hàng cổ ma vực nằm bên dưới thế giới vô hoang. Từ xa nhìn đến, hàng cổ ma vực rất giống một tòa ngọc lầu 10 tầng, thế giới vô hoang chính là tầng trên cùng. Nếu như ở trên thế giới vô hoang có thêm 9 tầng thiên giới, vậy thì liền giống hình dạng một tòa bảo tháp, mà thế giới vô hoang chính là nền móng của tòa bảo tháp này. Diệp Húc không khỏi bật cười thành tiếng. Hắn đến nay còn chưa nhìn thấy hình dạng của thiên giới như thế nào. Có điều, tất cả cảnh tượng trước mắt đều khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như hình dạng của ba giới thiên, địa, ma thật sự giống như bảo tháp hay ngọc lầu, thì sẽ khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến thiên tứ chi bảo. Ngọc lầu cùng bảo tháp trẻ ban liệu có liên quan đến cấu tạo của thiên giới, thế giới vô hoang và hàng cổ ma vực hay không đây? Điều này không thể không khiến cho hắn có nhiều liên tưởng. Thiên tứ chi bảo chính là bảo vật do thiên đạo ban tặng. Bản thân mỗi một bảo vật đã là một bí mật rất lớn. Nếu những khúc mắc trong lòng bệ hạ đã được giải đáp, vậy thì chúng ta hãy trở về Hoa Tư Thiên Quốc cử hành đăng cơ đại điển, mời bệ hạ và nương nương đăng cơ. Tây Vương Mẫu cười nói. Bọn họ trở về thế giới Côn Luân, dừng lại trên đỉnh Côn Luân Tiên Sơn, tiến vào viễn cổ thiên đình. Chỉ thấy bên trong thiên cung hùng vĩ sớm đã vô cùng náo nhiệt, rất nhiều cường nhân của thế giới Côn Luân đều đã có mặt. Thế giới Côn Luân hoàn toàn không phải chỉ có một mình Hoa Tư Thiên Quốc, còn có các thần quốc viễn cổ thiên đình khác do tiên thần thành lập. Trong đó có các thần quốc có huyết mạch của những đại đế như Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thành lập là cực kỳ hùng mạnh. Đây chính là thiên đế trong viễn cổ thiên đình, được gọi là tứ ngự thiên đế. Trong trận thiên địa đại hủy diệt liền chạy đến Quân Luân, sau đó lại ở lại nơi đây hóa đạo, lưu lại huyết mạch của mình. Có điều, trong số các thần quốc, lấy Hoa Tư Thiên Quốc làm chính thống, các huyết mạch thiên đế khác chỉ là phụ thuộc vào Hoa Tư Thiên Quốc.
Tây Vương Mẫu thoái vị, Hoàng đế đăng cơ trong quân luân thế giới là một việc vô cùng long trọng. Các bậc nhân vật vô thượng của thần quốc khác đều được mời tới tham dự lễ đăng cơ của Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu. Diệp Húc vừa mới bước vào thiên đình liền cảm thấy được bên trong thiên đình dâng lên từng luồng khí tức vô cùng cường hoành, bá đạo, chấn áp tất cả, rõ ràng là của các vua hoàng thế giới quân luân. Những vua hoàng này được mời đến dự lễ, hiển nhiên cũng có ý định giao uy với Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, đem khí tức vua hoàng phát tán, thử trình độ nông sâu của hai người bọn họ. Loại khí tức vua hoàng bá đạo của bọn họ còn chưa kịp truyền đến Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, liền bị Tây Vương Mẫu làm tan biến đi như gió thổi mây bay. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu tiến vào thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ thấy bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện các quốc chủ thần quốc đã có mặt đầy đủ, khí thế cực kỳ cường mạnh, ánh mắt đều đổ dồn lên người bọn họ. Những người này thấp cũng phải là tu vi đỉnh cao nhân hoàng, ánh mắt chăm chú, ngay cả hư không cũng bị vặn vẹo, ngũ hành kim khí đều có thể luyện thành kim thủy, nhân hoàng chi bảo đều có thể bị đánh vỡ. Thần sắc của Phượng Yên Nhu có vẻ căng thẳng, lo lắng, bị nhiều cường nhân như vậy nhìn chằm chằm, nàng quả thật là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này. Trong thế giới quân luân, cao thủ nhiều vô kể, còn hơn cả thế giới vu hoang. Trong đó, chỉ riêng cấp bậc cường nhân thánh chủ đã có đến 5-7 vạn người, ngoài ra còn có tứ đại vu hoàng. Khí tức của bọn họ trong Lăng Tiêu Bảo Điện hình thành nên đủ loại thần quốc, muôn hình vạn trạng, rực rỡ lóa mắt, lộng lẫy dị thường. Diệp Húc nhẹ nhàng nắm tay nàng, đến lúc này nàng mới khá yên tâm, dường như cảm thấy bên cạnh có một tòa thanh sơn vững chãi có thể dựa vào. Cho dù là trời sập xuống thì cũng đã có tòa thanh sơn này thay nàng đỡ lấy. Tây Vương Mẫu đi trước một bước, tiến vào trung đình, ngồi lên trên tiên đế bảo tọa của viễn cổ thiên đình. Tiên đế bảo tọa có tất cả hai tòa, cái bà là ngồi ở phượng tọa bên phải, còn long tọa bên cạnh trống không, hẳn là vị trí của Tây Hoàng Công. Diệp Húc nắm tay Phượng Yên Nhu đứng ở dưới điện, ánh mắt bọn họ nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy rất nhiều cao thủ ngồi tụ lại với nhau. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng cường thịnh của viễn cổ thiên đình. Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ở giữa, tứ ngự thiên đế chấn tứ cực, ngàn vạn tiên nhân kéo vào thăm bái thiên đế. Mà tình huống ngày hôm nay cũng gần như vậy, vạn quốc tụ hợp, Tây Vương Mẫu ngồi cao chính giữa, quốc chủ vô hoàng, tứ đại thần quốc ngồi chấn tứ cực. Các quốc chủ thần quốc lớn nhỏ khác thì lần lượt ngồi theo thứ hạng. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện tràn ngập khí tức của nhân hoàng, vu hoàng và thánh hoàng, hiện ra loại khí tượng không giống với người thường. Khí tức của tứ đại vu hoàng lại càng bá đạo, chấn áp tất cả, khiến những quốc chủ thần quốc khác bị ép đến thân thể không thể không khống chế nổi mà thu nhỏ đi mấy lần. Còn thân thể của tứ đại vu hoàng lại to lớn hơn rất nhiều, giống như những tôn thiên thần vậy. Những người khác, cho dù là nhân hoàng, thánh chủ, nhìn về phía bọn họ cũng đều giống như đang xem những tôn thần minh cao lớn khôi ngô dị thường. Loại tình huống này thực sự có thể nói là tiểu vu gặp đại vu gặp nhân hoàng gặp thánh hoàng. Có điều, so với khí thế của Tây Vương Mẫu thì bọn họ cũng chỉ là tiểu vu. Khí tức của Tây Vương Mẫu mặc dù không bá đạo, chấn áp tất cả giống như vu hoàng, nhưng lại có một loại khí thế của thánh hoàng giáo hóa. Bà ngồi trên Vương Mẫu bảo tọa khiến cho người ta có một loại cảm giác đại đạo thiên thành, dường như bà chính là trời và đất của một vùng thiên địa. Đạo và lý của vùng thiên địa này lại là hoàng của tất cả vu hoàng, chủ của tất cả vu hoàng trong đó. Diệp Húc vừa mới đứng vững liền lập tức cảm giác được, vào giờ khắc này trong Lăng Tiêu Bảo Điện không biết có bao nhiêu luồng khí tức đang âm thầm cuồn cuộn đồng thời áp tới hắn và Phượng Yên Nhu. Trong số đấy, bốn luồng khí tức cường mạnh nhất rõ ràng là của các quốc chủ tứ đại thần quốc tọa trấn bốn cực. Bốn vị vu hoàng này đồng thời ra tay muốn ép cho thân thể của hắn và Phượng Yên Nhu phải thu nhỏ lại, khiến bọn họ mất mặt trước hàng nghìn vạn thần quốc của thế giới quân luân. Tây Vương Mẫu ngồi ngay ngắn trên Vương Mẫu bảo tọa, dường như không hề phát giác ra điều này. Diệp Húc khẽ mỉm cười, đứng nghiêm ở chỗ cũ, phong vân khinh đạm. Bốn luồng khí tức của vu hoàng quét qua hắn và Phượng Yên Nhu, nhưng không hề khiến cho bọn họ bị thu nhỏ lại như ý muốn. Đến nay, cảnh giới của Diệp Húc mặc dù vẫn đang dừng lại ở đỉnh cao thiên địa pháp tướng bất diệt, chưa hoàn toàn ngưng tụ ra cấm pháp nhân hoàng, nhưng độ thâm hậu của tu vi hắn lại đã tiếp cận đến trình độ của ứng tông đạo. Thân thể mạnh mẽ đến đáng sợ, so với vu hoàng không hề thua kém. Vu hoàng của tứ đại thần quốc chỉ dựa vào khí tức mà muốn chấn áp hắn, cơ bản không có khả năng này. Diệp Húc thậm chí còn có dư lực để bảo vệ Phượng Yên Nhu tránh khỏi ảnh hưởng của tứ đại vu hoàng và các cao thủ khác. Trong đám người này truyền đến một tiếng hừ lạnh, đột nhiên chỉ thấy một vị hoàng đế độ tuổi trung niên đứng dậy, cất cao giọng nói: "Nương nương triệu tập chúng tôi đến dự lễ là muốn thoái vị, lựa chọn hoàng công và vương mẫu thống lĩnh quân luân tiên giới ta. Đây là một chuyện vô cùng tốt, chúng tôi tất nhiên giơ cả hai tay tán thành.
Có điều nương nương vì sao lại chọn người ngoài vậy? Gã bị khí tức của đại vu hoàng chấn áp, chỉ nhỏ như một đậu đinh. Có điều tu vi của gã thì không thể coi thường. Nếu là đặt trong đám thánh chủ của thế giới vu hoàng, cũng có thể được coi là một nhân vật bậc trung lưu, cực kỳ cường mạnh. Không sai, lương nương, huyết mạch tê hoàng mặc dù chỉ còn lại duy nhất nương nương, nhưng người đứng đầu Côn Luân tiên giới ta dù thế nào cũng không thể để cho hai người ngoài quản lý được. Lại có một vị quốc chủ thần quốc đứng dậy, bi phẫn mà nói: Nương nương, huyết mạch tây hoàng chỉ còn lại một mình nương nương, quả thật khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Nhưng trong Côn Luân tiên giới hoàn toàn không phải chỉ có một mình huyết mạch tây hoàng là tôn quý. Chúng tôi, những quốc thần lớn nhỏ đây đều là huyết mạch tiên thần viễn cổ lưu lại. Ngôi vị vương mẫu và hoàng công này chỉ có thể chọn ra từ huyết mạch của chúng tôi, làm sao có thể để rơi vào tay người ngoài được. Vẫn mong nương nương suy xét, không thể để kẻ gian làm mông muội thần trí gây ra đại họa được. Phải tuyển chọn người ngoài trở thành chủ nhân Côn Luân tiên giới, chúng tôi khó mà phục tùng, xin nương nương cân nhắc cho. Các quốc chủ thần quốc tinh thần sục sôi, lần lượt cất lời, ngôn từ dõng dạc hùng hồn. Chỉ có bốn vị vua hoàng của tứ đại thần quốc là không lên tiếng. Có người vút râu cười mỉm, có người trầm mặc không nói, có người lại lặng lẽ quan sát Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, lập tức Lăng Tiêu Bảo Điện lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy một vị vua hoàng ngồi ở phía đông cuối cùng cũng mở miệng thản nhiên nói: Nương nương, chư vị quốc chủ nói không sai. Hoa Tư Thiên Quốc mặc dù là huyết thống của Ngọc Đế và Vương Mẫu, nhưng Côn Luân tiên giới không chỉ có một mình huyết tộc Tây Hoàng. Nương nương suy xét chỉ e rằng có chút không hợp tình hợp lý rồi, vẫn mong cân nhắc lại. Vị vua hoàng lên tiếng này chính là quốc chủ của Thanh Hoa Thần Quốc, thuộc huyết mạch của Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, địa vị trong Côn Luân tiên giới chỉ dưới Hoa Tư Thiên Quốc, so với tam đại thần quốc khác là đồng đẳng. Truyền thừa của huyết mạch Tây Hoàng sao có thể là người ngoài được? Tây Vương Mẫu chau mày nhẫn lại nói: Người kia chính là có nguồn gốc sâu xa với Hoa Tư Thiên Quốc ta, là truyền nhân của Hoa Tư Thiên Quốc. Đến nay huyết mạch của Hoa Tư Thiên Quốc ta suy tàn, lập hắn làm hoàng cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ Tây Vương Mẫu chính là huyết mạch của Hoa Tư Thiên Quốc ta, nàng trở thành vương mẫu cũng là lẽ đương nhiên. Không thể nào! Quốc chủ Đông Cực Thanh Hoa Thần Quốc thất thanh nói: Rõ ràng là toàn bộ người trong huyết mạch Tây Hoàng đều đã bị giết chết hết cả, chỉ lưu lại một mình nương nương, sao còn có thể có thêm một hậu duệ Tây Hoàng được đây? Tây Vương Mẫu sắc mặt không vui, thản nhiên nói: Lẽ nào Tiết Hoàng hoài nghi nhãn lực của chấm ư? Quốc chủ Thanh Hoa Thần Quốc sắc mặt tối sáng bất định, đột nhiên giơ tay tóm lấy Phượng Yên Nhu cười nói: Không phải hoài nghi nhãn lực của nương nương, mà do đây là chuyện vô cùng hệ trọng, không thể không cẩn thận. Để bổn hoàng thử kiểm nghiệm xem nó rốt cuộc có phải là huyết mạch Tây Hoàng hay không. Đột nhiên một cánh tay ngọc ngà đưa ra chỉ xuống phía dưới, khẽ khàng một tiếng liền khiến cho quốc chủ Thanh Hoa Thần Quốc bị đánh thành thịt vụn, một đời vua hoàng chết ngay tại chỗ. Vương mẫu sao có thể để cho ngươi nói này nói nọ được, chết chưa hết tội. Thanh Hoa Thần Quốc có thể chọn một quốc chủ mới rồi. Tây Vương Mẫu thu hồi ngọc thủ, quét mắt bốn phía, khẽ cười, thế nhưng giọng nói cứng nhắc nói: Sao, ai còn thắc mắc nữa không? Mặc dù quanh thân Tây Vương Mẫu tràn ngập tử khí, dung mạo cũng lộ ra vẻ già nua, thế nhưng khi phất tay lên, một chưởng liền đánh chết quốc vương của Thanh Hoa Thần Quốc, đường đường một vị vua hoàng, sát phạt quyết đoán, chuyên quyền độc đoán, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải rùng mình. Bọn họ nghe nói Tây Vương Mẫu của Hoa Tư Thiên Quốc muốn thoái ngôi nhường vị, đã chọn hai người ngoại hương làm Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu. Vốn dĩ mỗi người đều có tâm tư, cũng không thiếu người dự định đến kế thừa Tư Hoa Thiên Quốc trở thành Hoàng Công và Vương Mẫu. Có điều một trưởng này của Tây Vương Mẫu giống như đánh vào mặt bọn họ, khiến cho bọn họ tỉnh táo trở lại. Tây Vương Mẫu mặc dù sắp chết chuẩn bị nhường vị, nhưng dù sao bà cũng là Thánh Hoàng duy nhất trong Côn Luân tiên giới hiện nay. Thánh Hoàng nhân vật cấp bậc này, nếu như không có trí tuệ thông thiên, không có vận khí tốt nhất, không có ý chí bền vững cùng nghị lực lớn lao, thì cho dù có nhiều của cải, tài nguyên hơn nữa cũng không thể làm nên trò trống gì. Đây cũng là nguyên nhân mà một vương triều xưa nay luôn thống nhất thế giới, chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên trong thiên hạ. Nhưng những người kế thừa đời sau của vương triều lại không cách nào trở thành thánh hoàng. Tây Vương Mẫu một khi vẫn chưa chết thì có thể nói lời của bà trong Hoa Tư Thiên Quốc này, trong thế giới Côn Luân chính là thiên lý. Bất kỳ kẻ nào to gan làm trái đều sẽ bị bà ra tay giết bỏ. Diệp Phúc không kìm được mấy lần quay sang quan sát Phượng Yên Nhu. Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ rằng Phượng Yên Nhu lại có huyết mạch chính thống của Hoa Tư Thiên Quốc. Sư muội, lẽ nào tổ tiên của muội có người đến từ Hoa Tư Thiên Quốc sao?
Phương Yên Nhu nghe vậy, bộ dạng mù mờ, lắc lắc đầu nói: "Muội cũng không biết được." Diệp Phúc thấy vô cùng kỳ lạ, thầm nghĩ: "Loại chuyện này vẫn cần phải đến hỏi vị nhạc phụ đại nhân phong lưu phóng khoáng của ta thôi. Yêu chủ rất hay thương người, cướp hôn khắp nơi, sinh được 7 người con gái thì cả 7 người đều không giống nhau. Chẳng lẽ trong số phu nhân mà yêu chủ cướp lại có người thuộc hoàng tộc của Hoa Tư Thiên Quốc sao?" Nhưng ngay sau đó, hắn lại phủ nhận ý nghĩ này. Huyết thống của Hoa Tư Thiên Quốc mặc dù vô cùng cường mạnh, nhưng không có thực lực vô hoàng hay các loại trọng bảo như giao chỉ thiên thuyền, có khả năng xuyên qua thế giới thì đừng mơ tưởng có thể từ thế giới quân luân đi đến thế giới vô hoàng. Nếu như vị cao thủ Hoa Tư Thiên Quốc đó tiến vào thế giới vô hoàng, có loại thực lực hoặc là cấm bảo này thì e rằng không phải là yêu chủ cướp hôn mà là yêu chủ bị người ta bức hôn. Nhạc vụ ta bản thể chính là một con thanh điểu, mà Hoa Tư Thiên Quốc cũng có 3 con thanh điểu thủ hộ thần quốc. Hắn linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến huyết thống của đại hạ cũng chính là huyết mạch phách hạ, huyết thống đại thương cũng là huyết mạch huyền điểu, mà bản thể của yêu chủ lại cùng một chủng tộc với người thủ hộ Hoa Tư Thiên Quốc, nên phải nói là yêu chủ mới là người có huyết thống thuần khiết của Hoa Tư Thiên Quốc. Nếu nói như thế thì hẳn phải là một trong số tổ tiên của yêu chủ có người đến từ hoàng tộc của Hoa Tư Thiên Quốc mới phải. Hắn lờ mờ đoán ra chân tiếng này, có điều cụ thể có như hắn phỏng đoán hay không thì lại rất khó tìm được đáp án chính xác. Tây Vương Mẫu mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Ai còn thắc mắc thì cứ nói ra, không nên giấu ở trong lòng." Rất nhiều quốc chủng của các thần quốc trong lòng chấn động, trán đổ mồ hôi lạnh, thậm chí 3 vị đại vua hoàng khác cũng nấm nấp lo sợ, không nói một lời. Nếu như đã không còn có ai dị nghị, vậy thì hoàng đế đăng cơ đại điển bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Tây Vương Mẫu khẽ cười nói. Bà đang định từ Vương Mẫu bỏ tọa đứng lên thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh ha ha cười nói: "Nương nương, huyết thống của Tây Vương Mẫu đích xác là huyết mạch Tây Hoàng, không nghi ngờ gì. Nàng trở thành Tây Vương Mẫu cũng hoàn toàn chính thống, không ai có dị nghị gì cả. Nhưng Tây Hoàng Công thì vẫn nên thương thảo thêm." Các vị quốc chủ trong lòng cả kinh vừa vàng quét mắt tới vị quốc chủ vừa mới lên tiếng kia, thì thấy người này chính là quốc chủ của Phổ Hoa Quốc. Tu vi trong số các quốc chủ ở đây cũng chỉ có thể nói là bình thường chứ không hề xuất sắc. Tây Vương Mẫu ánh mắt chớp động cười nói: "Văn quốc chủ lẽ nào vẫn chưa quy phục Tây Hoàng Công, có ý kiến gì sao?" Văn quốc chủ Phổ Hóa Quốc cười nói: "Đương nhiên." "Vậy thì đừng ngại cứ nói ra." Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Các quốc chủ thần quốc khác không khỏi thoát mồ hôi thay hắn, nhưng người này lại đĩnh đạc gằn từng chữ nói: "Lịch đại Tây Hoàng Công chỉ là chồng của Tây Vương Mẫu, mặc dù trên danh nghĩa có thể cùng đứng cùng ngồi với Tây Vương Mẫu, nhưng trên thực tế người nắm quyền của Hoa Tư Thiên Quốc lại vẫn là Vương Mẫu chứ không phải là Hoàng Công. Do vậy, trong số những lịch đại Hoàng Công không nhất định phải có huyết thống hoàng tộc của Hoa Tư Thiên Quốc ta. Nương nương, về điểm này không biết ta nói có đúng hay không?" Tây Vương Mẫu gật đầu lại cười nói: "Người nói không sai, đích thực là có cái quy định bất thành văn này. Tây Hoàng Công hoàn toàn không có huyết thống của Hoa Tư Thiên Quốc, hắn trở thành Tây Hoàng Công đương nhiên hợp tình hợp lý." Diệp Phúc càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng. Hoa Tư Thiên Quốc lấy nữ làm vương, bản thân hắn vì Tây Hoàng Công này chỉ là nhân vật phụ thuộc vào Phượng Yên Nhu. Vị Tây Vương Mẫu kia phu dĩ phụ quý, địa vị thấp kém hơn Tây Vương Mẫu rất nhiều. Những lời mà người này nói không phải là ám chỉ hắn, mà chính là Phượng Yên Nhu. Thì ra danh tiếng Tây Hoàng Công tuy vẻ vang, nhưng lại chỉ là loại ngựa đực, công cụ nối dõi tông đường của Vương Mẫu. Thôi mặc kệ y đi. Hắn lập tức không để trong lòng, thầm nói: "Dù sao thì Phượng Yên Nhu cũng là vợ của ta. Ở Hoa Tư Thiên Quốc nàng là vương, thế nhưng ở thế giới khác thì sẽ không còn cái quy tắc này nữa rồi. Vẫn là ta nói phải nghe, không thể khác hơn. Sau này không đến Hoa Tư Thiên Quốc nữa là được rồi chứ gì." Văn quốc chủ ha ha cười lớn, đứng dậy cất cao giọng nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì những người khác cũng có thể là chồng của Vương Mẫu trở thành Tây Hoàng Công. Nương nương đã định chọn Tây Vương Mẫu, hạng người như ta tất nhiên không có dị nghị gì. Nhưng Tây Hoàng Công muốn đăng cơ thì vẫn phải xem xét lại, tất nhiên là cần một vị cường nhân tới giúp đỡ. Trong số những người ở đây, có ai là không xuất sắc bằng người ngoại hương này không?" Người này lời lẽ sắc bén, đem đầu mâu chỉ thẳng Diệp Húc. "Thế giới Côn Luân có cả ngàn vạn thần quốc, kế thừa từ viễn cổ thiên đình, chư thiên chư thần, thậm chí còn có huyết mạch thiên đế. Nào có ai huyết thống thấp hèn hơn tên ngoại hương kia không?" Văn quốc chủ tiếp tục nói: "Nương nương, bởi vậy ta cho rằng vị Tây Hoàng Công được chọn này cần phải xem xét lại." Tây Vương Mẫu trầm mặc không nói. Diệp Húc đột nhiên cười nói:
Văn quốc chủ, ông nhận thấy nên xem xét như thế nào? Đương nhiên là kẻ thắng làm vua. Văn quốc chủ cất tiếng cười lớn, tiếng cười không dứt, cao giọng nói: Nương nương, sau khi bà chết, Hoa Tư Thiên Quốc để lại cho hai tên chưa thành vua hoàng thống trị, quần hùng vẫn luôn rình rập, thử hỏi có thể thống trị được bao lâu đây? Dư uy của bà sau khi bà chết đi liền sẽ tiêu biến không còn. Hai người bọn họ liệu có thể khiến cho quần hùng khiếp sợ hay không? Vì vậy, muốn trở thành nam nhân của vương mẫu đời kế tiếp, tất phải là một cường nhân phách tuyệt thiên hạ, có thủ pháp và thực lực đủ mạnh để chinh phục quần hùng, tiếp tục duy trì sự thống trị của Hoa Tư Thiên Quốc ta. Các vị quốc chủ thần quốc trong lòng cả kinh, mặt mày biến sắc. Phổ Hóa Quốc trong số các thần quốc nơi đây không lớn không nhỏ, thực lực cũng chỉ xếp trong trung đẳng. Còn Văn quốc chủ ngày thường cũng chỉ là một kẻ nhát gan, sợ phiền phức. Không ngờ giờ phút này cư nhiên hào khí vạn trượng, tính tình đổi khác, so với y của ngày thường hoàn toàn không giống. Y ở trước mặt Tây Vương Mẫu mở miệng nói, sau khi bà chết chính là đại bất kính, dám ở trước mặt phản đối Tây Hoàng Công do nàng đề ra, kiến lập một hội nghị chọn người khác, đây quả thật là gan to tày trời. Vừa rồi quốc chủ Thanh Hoa Thần Quốc trong tứ đại thần quốc chỉ là muốn lấy một chút máu của Phượng Yên Nhu để kiểm chứng xem Phượng Yên Nhu có thật là có huyết thống hoàng tộc của Hoa Tư Thiên Quốc hay không, đã liền bị Tây Vương Mẫu một trường đánh chết. Các vua hoàng của tam đại thần quốc khác cũng thấp thỏm dè dặt, toàn bộ ý đồ riêng đều gạt bỏ hết. Không ngờ rằng Văn quốc chủ, một nhân vật tầm thường này, lại dám khơi mào gây chuyện, thật là khiến người ta phải mở to mắt mà nhìn. Có điều lời của y cũng là hợp tình hợp lý, khiến những quốc chủ có mặt ở đó đều âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi lại dấy lên một tia hy vọng. Địa vị của Tây Hoàng Công mặc dù không bằng Tây Vương Mẫu, nhưng thực lực tu vi của Phượng Yên Nhu còn thấp, không đủ làm mẫu nghi thiên hạ như những các đời vương mẫu trước đây. Như vậy thì Tây Hoàng Công sẽ nắm giữ quyền lực, khiến toàn bộ Hoa Tư Thiên Quốc, thậm chí cả thiên giới Côn Luân đều nằm gọn trong tay của hắn. Phượng Yên Nhu nghe đến đây, trong lòng không khỏi lo lắng, tay đổ mồ hôi, lén lút quan sát Diệp Húc, lại thấy Diệp Húc vẫn thần tình lạnh nhạt, mới thoáng yên tâm trở lại. Tây Vương Mẫu mặt mang ý cười, nhẹ giọng nói: "Nói như vậy là ngươi muốn làm Tây Hoàng Công rồi. Một khi Tây Hoàng Công không nhất thiết phải là huyết mạch của hoàng tộc Hoa Tư Thiên Quốc, vậy thì các cường nhân đến từ Côn Luân thiên giới cũng không thành vấn đề. Không biết ngươi có phải là ý này hay không?" Văn quốc chủ ha ha cười lớn, hơi thở đột nhiên trở nên vô cùng phóng đãng, cuồng dã. Thân thể hắn bắt đầu bị khí tức của mấy vị vua hoàng ép đến bé như đậu đinh. Thì giờ phút này khí tức nở rộ, thân thể nhanh chóng bành trướng, khiến khí tức vua hoàng bị tiêu trừ triệt để. "Vương mẫu, tu vi của bà thông thiên tạo hóa, cư nhiên có thể nhìn ra lai lịch của chấm rồi." Thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hóa, trong chớp mắt liền từ một quốc chủ nho nhã lịch sự biến thành một bộ mặt dữ tợn. Sống mũi của hắn uốn cong gấp khúc giống như mỏ chim ưng, hai mắt hằn đỏ, vai rộng, lưng dày, từng khối cơ bắp trên người gồ lên giống như mụn nhọt trên lưng con cóc vậy, quấn quanh hông một chiếc khố da thú ngắn, làm lộ ra cả hai chân. Khuôn mặt của hắn dường như bất cứ lúc nào cũng đang biến hóa, khi thì nam, khi thì nữ, khi thì trẻ, khi lại già, cũng có lúc lại phảng phất như vật đà, trách trời thương dân, nhưng lại có lúc giống như ma vương, dữ tợn và đáng sợ. Ma khí quanh người của hắn gột rửa, mở ra một không gian ngổn ngang phía sau, hình thành nên vô thượng ma quốc cùng tỷ vạn viễn cổ ma thần, kỳ hình quái trạng. Những ma thần này không phải là loại thiên ma, cổ ma của ma tộc trong hàng cổ ma vực, mà là viễn cổ ma thần thuần khiết, chính là có thể tồn tại ngang hàng với tiên Phật phân đình. Vào thời viễn cổ, cổ tiên, cổ ma, cổ thần, cổ Phật cùng nhau tồn tại, thần tiên Phật khắp trời rơi xuống, hình thành lên từng đại thiên thế giới, mà huyết mạch ma thần trong đó có tất cả bát đại ma đế, sau khi chết mỗi người hóa thành một ma giới. Nghe nói bát đại ma đế là ma thần do đấng cổ xưa sáng tạo, dùng để cân bằng tiên ma. Bát đại ma đế này vào thời thiên địa đại hủy diệt đã tự thân hóa đạo, hình thành từng thế giới ma thần, mà những người sinh sống ở trong đó chính là hậu duệ của bát đại ma đế. Người này rõ ràng là một vị cường nhân đến từ thế giới ma thần. Ồ, thì ra chính là Xích Quyên Ma Tôn. Tây Vương Mẫu quét mắt nhìn người này rồi lại cười nói: "Ma Tôn tu vi thông thiên đã trở thành thánh hoàng của Xích Đế ma giới, lẽ nào vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Ma Tôn vì sao lại chỉ phái đến một tôn hóa thân? Chẳng lẽ là sợ chân thân đến đây không phải là đối thủ của chấm hay sao?" "Thế nhân lòng tham vô đáy, chấm tất nhiên cũng muốn thống trị thế giới Côn Luân này. Có điều chấm suy nghĩ đến việc nương nương chưa chết, nếu như chân thân đến trước, đa phần sẽ bị bà đánh chết đi, vì thế mới để một tôn hóa thân đến trước thăm dò xem sao." Xích Quyên Ma Tôn ha ha cười lớn, ánh mắt hướng Diệp Húc quét tới, nhai răng cười nói: "Vương mẫu, nếu như chấm giết tên tiểu tử này thì có phải sẽ trở thành Tây Hoàng Công của Hoa Tư Thiên Quốc các người, cưới được một mỹ kiểu nương như hoa như ngọc hay không?"
Diệp Húc mặt hơi biến sắc, lập tức mặt giãn ra cười nói: "Ma Tôn, con cháu của ta có lời muốn nói với ngươi." Xích Quyên Ma Tôn hơi ngẩn ra, chỉ thấy bên cạnh Diệp Húc quả nhiên có một con hắc cẩu da lông đen nhánh sáng loáng. Ánh mắt Hạo Thiên Khuyển dừng trên người Xích Quyên Ma Tôn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Húc rồi hỏi: "Chủ công, tôi có thể nói bậy không vậy?" "Tốt nhất là không nên." Diệp Húc lắc đầu nói. Con phá cẩu này lập tức quay đầu lại, cao hứng phấn chấn, giống như nhìn thấy người thân, hướng Xích Quyên Ma Tôn gọi: cháu nội của ta." "Khiếu Thiên, ngươi được lắm, quả nhiên không nói tục." Diệp Húc khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Xích Quyên Ma Tôn, ngươi chính là cháu nội." Xích Quyên Ma Tôn nghe thấy lời này, sắc mặt nhất thời xanh mét, nhe răng cười nói: "Tiểu tử, ngươi thật to gan. Có điều Ma Tôn đại nhân có đại lượng, sẽ không tính toán sau đó với một con chó và một người đã chết đâu. Hôm nay ta không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn đăng cơ bảo tọa của Tây Hoàng Công, cưới một mỹ kiểu nương như hoa như ngọc làm vợ, nô dịch quân luân tiên giới này." "Cháu nội, cháu nội." Hạo Thiên Khuyển từ phía sau Diệp Húc thò đầu ra, tiếp tục hướng hắn mà gọi. Xích Quyên Ma Tôn sắc mặt trở xanh ngắt, chuyển sang tím tái, răng nghiến chặt đến mức phát ra cả tiếng ken két. "Cháu ngoan, cháu ngoan." Xích Quyên Ma Tôn thấy con phá cẩu này căn bản không thèm để ý đến uy hiếp của y, lại còn kêu lên một tiếng khiến y không khỏi giận đến mức lỗ mũi thở ra khói, mặt mày hung tợn. "Tiểu tử, bảo con phá cẩu của ngươi câm mõm lại, nếu không bây giờ ta sẽ lập tức giết ngươi." Diệp Húc cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói: "Ma Tôn hà tất phải chấp nhặt với một con chó như vậy, chuyện này lan truyền ra ngoài, đường đường một thánh hoàng của Xích Đế Ma Giới lại bị một con phá cẩu làm tức đến nỗi nổi trận lôi đình, há chẳng phải là khiến người ta cười rụng răng, mất hết thân phận thánh hoàng hay sao?" Xích Quyên Ma Tôn ha cười lớn, ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, lời tâng bốc này của ngươi nói ra khiến chấm thoải mái không ít. Lão đây chính là thánh hoàng Xích Đế Ma Giới, sao có thể chấp nhặt với một con chó, với một tên tiểu bối giống như bò sát được?" "Cháu ngoan, gọi ông nội đi." Con phá cẩu này mặt mày hớn hở tiếp tục nói to. Xích Quyên Ma Tôn trong lòng buồn bực, cơ hồ hộc máu, sát khí quanh thân càng lúc càng đậm, hận không thể lập tức trừ ầm lên, mắng con chó này một trận tơi tả. Quốc chủ Tử Vi Thần Quốc ánh mắt chớp động, mở miệng nói: "Người thanh niên, còn không mau bảo con chó của ngươi ngậm miệng, nhận lỗi với Ma Tôn đi." Lại có một vị quốc chủ của một thần quốc khác gật đầu nói: "Không sai, Ma Tôn tu vi kinh thiên động địa, trở thành Tây Hoàng Công cũng là lẽ đương nhiên. Người ta chính là thánh hoàng của Xích Đế Ma Giới, làm Tây Hoàng Công sẽ là vinh hạnh của quân luân tiên giới ta. Người thanh niên, ngươi thả chó mắng người đó là không đúng, bây giờ ngươi quỳ xuống nhận lỗi, Ma Tôn nói không chừng có thể lượng thứ, thả cho ngươi một con đường sống kìa." "Người trẻ tuổi, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nếu không chỉ duy nhất việc ngươi thả chó mắng người thôi đã là một tội nghiệt rồi, đủ để ngươi phải chết cả trăm ngàn lần rồi." "Ngươi và con chó của ngươi cư nhiên dám ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện nhục mạ Xích Quyên Ma Tôn, còn ra thể thống gì nữa đây? Nếu như để cho ngươi trở thành Tây Hoàng Công quân lâm thiên hạ, à, chẳng phải khiến quân luân tiên giới ta trở thành trò cười cho người đời sau hay sao? Chỉ có Ma Tôn vì cường nhân này khí phách phong độ mới thích hợp làm Tây Hoàng Công của quân luân tiên giới ta." Rất nhiều quốc chủ của thần quốc lần lượt lên tiếng của trách Diệp Húc đại nghịch bất đạo, khiến cho Xích Quyên Ma Tôn dưng dưng tự đắc. "Các ngươi đều là cháu nội, đều là cháu nội của ta." Diệp Húc quét mắt nhìn những vị quốc chủ lên tiếng minh vực Xích Quyên Ma Tôn, thản nhiên nói: "Ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, bi thương thay cho các vị cường nhân viễn cổ thiên đình đã khai sáng quân luân tiên giới, khai sáng ngàn vạn thần quốc. Thời viễn cổ hùng vĩ là vậy, thần thánh là vậy, nhưng huyết mạch bọn họ để lại không ngờ đều là một lũ tham sống sợ chết, đắm chìm trụy lạc, đi làm chó cho người khác như vậy. Bọn họ nếu như biết được chuyện này chắc chắn sẽ rơi lệ như mưa thôi." Quốc chủ Tử Vi Thần Quốc đường đường là một vị vua hoàng, nghe thấy lời này sắc mặt trầm xuống, điềm nhiên mà nói: "Người nói cái gì?" "Vương mẫu vẫn còn, làm gì đến lượt thứ tiện nhân như ngươi mở miệng nói chuyện." Diệp Húc quét ánh mắt qua hắn, cười lạnh mà nói: "Tiện nhân, câm miệng cho ta." Quốc chủ Tử Vi Thần Quốc về mặt cứng ngắc, y đường đường là một quốc chủ trong tứ đại thần quốc, cũng là một vua hoàng, không ngờ lại bị một tên đại vua tam bất triệt cảnh gian dại trách móc ở ngay trước mặt, khiến y mất hết thể diện. Hung quang trong mắt chớp động, không nhận được ra tay đánh Diệp Húc một trưởng. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy Tây Vương Mẫu thản nhiên nói: "Cơ quốc chủ, bệ hạ nói không sai, chấm vẫn chưa chết, người tốt nhất là câm miệng lại." Trên mặt bà lộ ra vẻ bất đắc dĩ,
đám người cơ quốc chủ sở dĩ lên tiếng giúp đỡ Xích Quyên Ma Tôn đơn giản là vì thấy bà sống không được bao lâu nữa, mà Xích Quyên Ma Tôn lại như nắng giữa trưa, bởi vậy mới sớm nhảy ra cung phụng chân thối của Xích Quyên Ma Tôn, tránh khỏi sau này bị y trừ khử. Xích Quyên Ma Tôn chính là thánh hoàng của Xích Đế Ma Giới, mặc dù không mạnh bằng Tây Vương Mẫu, nhưng thánh hoàng suy cho cùng vẫn là thánh hoàng, đã đạt đến trình độ lấy vu nhập đạo. Vu hoàng thì vẫn là vu, là hoàng của vu, còn thánh hoàng thì đã ra khỏi phạm trù vu, siêu phàm nhập thánh. Cho dù chỉ là một tôn hóa thân của thánh hoàng, thực lực cũng mạnh mẽ cùng cực, vu hoàng thậm chí chưa phải đối thủ của hắn. Huống hồ Xích Quyên Ma Tôn uy danh hiển hách, Xích Đế Ma Giới cách Côn Luân Tiên Giới không xa, vị ma tôn này hiện giờ còn kiêng kỵ Tây Vương Mẫu nên mới dám không dám làm càn quá đáng. Nhưng sau này khi Tây Vương Mẫu chết đi rồi thì với tính cách của vị ma tôn này, khẳng định sẽ xâm lấn ồ ạt, chiếm lấy toàn bộ thế giới Côn Luân. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người rơi vào độc thủ của hắn, hóa thành xương khô. Cho nên những người này vì bảo vệ bản thân sẽ thuận buồm theo gió, quả mắng Diệp Húc ép hắn giết chó quỳ xuống nhận tội với Xích Quyên Ma Tôn. Tương lai Xích Quyên Ma Tôn trở thành Tây Hoàng Công thống trị Côn Luân Tiên Giới, bọn họ sẽ có những ngày tháng yên ổn. Diệp Húc thở dài từ từ nói: Nương nương, trong Côn Luân Tiên Giới không ngờ còn có một lũ quốc chủ quốc thần cam chịu hạ nhục, bằng lòng làm cháu làm chắt như vậy, quả thật khiến cho ta vô cùng đau lòng thay cho nương nương. Nếu như không phải là nương nương đối đãi với Diệp Húc không bạc, thì cái ngôi vị Tây Hoàng Công Tây Vương Mẫu của Hoa Tư Thiên Quốc thế giới Côn Luân này có rơi trước mặt của ta, ta cũng không thèm nhìn đến đâu. Trẫm cũng rất đau lòng. Tây Vương Mẫu nhẹ giọng nói: Năm đó Viễn Cổ Thiên Đình thống trị thiên địa nhân tam giới, cùng với Bát Đại Ma Đế chống đối, khiến Bát Đại Ma Đế không có cách nào, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Đến nay lũ cháu chắt hậu bối này cư nhiên luận lạc đến chức Cam Nguyện đi làm cháu trước hậu Đại Ma Đế, quả thật là bôi nhọ tổ tiên, khiến cho bệ hạ nhìn thấy chưa cười rồi. Đám người cơ quốc chủ mặt đỏ lên, liền đó lại khôi phục như thường, chỉ nghe thấy một vị quốc chủ cất cao giọng nói: Nương nương, bà nếu như có thể che chở cho Côn Luân Tiên Giới thì nghìn vạn thần quốc ta từ khắc sẽ để cho bà làm chủ, sai đâu đánh đó. Có điều khi bà tạo hóa, ai có thể ngăn cản ma tôn đây? Ủng hộ ma tôn cơ bản không thể trách bọn ta xuôi theo thuyền theo chiều gió được. Đây chỉ là kẻ tức thời làm trăng tuấn kiệt. Tây Vương Mẫu khẽ cho mày giơ tay chỉ đến, vị quốc chủ kia đột ngột hét thảm một tiếng, thân thể lập tức nổ tung, thiêu đốt sạch sẽ ngay tại chỗ, hóa thành tro tàn. Bà khẽ cười rồi nói: Người cho rằng Xích Quyên thật sự dám cho người chỗ dựa trước mặt chấm sao? Đúng là tự tìm đường chết mà. Xích Quyên Ma Tôn ha ha cười lớn, quét mắt nhìn đi bốn phía, dương dương tự đắc nói: Các người tốt lắm, ngoan ngoãn ủng hộ ta, làm chó cho ta, tương lai đều sẽ có xương cốt cho các người ăn. Vương Mẫu, bà ngay trước mặt ta giết chó của ta, chuyện nhỏ này tạm thời không nói đến. Nhưng vừa nãy ta đã nói rồi, nếu Tây Hoàng Công đã không cần phải là người của hoàng tộc, vậy thì ta cũng có tư cách làm Tây Hoàng Công. Bà nếu như gật đầu thì ta lập tức giết tên tiểu tử này là được rồi. Nhưng nếu bà không đáp ứng thì lão đây nhẫn lại vài ngày, đợi bà chết đi rồi sẽ tàn sát tất cả đám người thế giới Côn Luân. Tây Vương Mẫu hừ lại một tiếng thản nhiên nói: Người mà trẫm muốn chọn, ai có ý kiến chính là đối nghịch với trẫm. Xích Quyên, xét đến ngươi là người đứng đầu của cả một thế giới, trẫm sẽ không làm khó tôn hóa thân này của ngươi. Ngươi hãy mau rời đi, ta không tiễn. Xích Quyên Ma Tôn sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, cười lạnh mà nói: Vương Mẫu, người khác đều không biết la lịch của bà, nhưng ta thì lại biết rất rõ ràng. Bà sở dĩ không gả cho ai, hoàng tộc Hoa Tư Thiên Quốc sở dĩ bị tàn sát cả, đều là bởi vì bà chính là tú nữ được thiên đế tuyển chọn năm xưa. Thiên đế đã gieo một thứ trong bụng bà. Y ha ha cười lớn, dáng vẻ bệ vệ ngút trời, điềm nhiên mà nói: Đường Kim Thiên Đế đã không còn sống được bao lâu nữa, tất nhiên sẽ có chuẩn bị để cháu chắt đời sau của hắn trở thành thiên đế, kế thừa ngai vàng, trở thành cộng chủ thiên đế vạn giới. Địa vị tôn quý như ấy, ai có thể đủ tư cách làm huynh đệ tỉ muội thúc bá cô thím của Đương Kim Thiên Đế đây? Vì thế những người này đều phải chết cả. Các vị quốc chủ thần quốc của Côn Luân Tiên Giới nghe thế vậy không khỏi thất sắc sợ hãi. Năm đó hoàng tộc của Hoa Tư Thiên Quốc trong một đêm bị giết cả, không một ai còn sống sót, toàn bộ chết thảm, chỉ có duy nhất một mình Tây Vương Mẫu sống sót. Đại đa số các quốc chủ đều biết nguyên nhân trong chuyện này, nhưng không một ai dám nói ra. Điều này đã trở thành cấm kỵ, một chữ cũng không được phép nhắc đến. Không ngờ rằng Xích Quyên Ma Tôn hôm nay cư nhiên dám đem chuyện này lôi ra bàn tán ngay trước mặt Tây Vương Mẫu. Diệp Húc trong lòng chấn động, hắn từng nhiều lần phỏng đoán vì sao hoàng tộc Hoa Tư Thiên Quốc lại chết thảm hết, nhưng không ngờ được rằng bên trong lại cất giấu một bí mật động trời như vậy.
Tây Vương Mẫu sắc mặt trở nên vô cùng âm hàn. Bộ thân thể này của Xích Quyên Ma Tôn chỉ là một tôn hóa thân, bản thể không hề đến đây. Tiếp tục cười hung tợn mà nói: Thiên đế đã gieo đế chủng ở trong bụng của bà, chuyện này giấu được người khác chứ không qua nổi mắt ta. Đường Kim Thiên Đế giết sạch nhân tộc của bà, lại còn bắt bà phải sinh con cho hắn. Bà mặc dù bụng mang đế chủng, nhưng trong mắt của Thiên Đế cũng không có tư cách làm đế mẫu, nên bà cũng phải chết đi. Do đó bà mới giả nhanh như vậy. Toàn bộ tinh khí trong thân thể của bà đều bị đế chủng ở trong bụng hút hết. Tu vi của bà cũng là để nuôi dưỡng đế chủng. Hắn liên tục nhe răng cười độc địa, ngạo nghễ nói: Sau khi bà chết, hoàng tộc Hoa Tư Thiên Quốc cũng từ đây mà hủy diệt. Con nhà đầu này cơ bản không có đủ thực lực để kéo dài huyết mạch của Hoa Tư Thiên Quốc các người. Tốt hơn hãy để cho Ma Tôn ta sủng hạnh nó, đem huyết thống Ngọc Hoàng Đại Đế tương dung với huyết thống Ma Đế. Lúc đó nó không chừng còn có thể tái dựng lại sự hưng thịnh của hai tộc viễn cổ chúng ta, tạo ra một thiên đế mới. Vương Mẫu, ý bà ra sao? Không cần suy tính. Diệp Phúc đột nhiên tiến lên trước một bước, điểm như nói: Xích Quyên Ma Tôn, ngươi nhục mạ vợ ta, chỉ có đường chết. Hãy đi gặp tổ tiên viễn cổ ngươi, nằm mơ giấc mộng ngàn thu đi. Một tòa ngọc lầu phóng lên lên trời cao, hướng về phía Xích Quyên Ma Tôn chấn áp xuống. Kẻ khác e ngại ngươi, sợ ngươi, cam chịu làm chó cho ngươi, làm cháu của ngươi. Nhưng Diệp Mỗ cả đời chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào cả. Bây giờ Diệp Mỗ giết tôn hóa thân này của ngươi trước, thu một chút lợi tức vậy. Tòa ngọc lâu này đang được Diệp Phúc tế khởi, hướng Xích Quyên Ma Tôn vì thánh hoàng này hung hãn ra tay. Xích Quyên Ma Tôn giận quá mà cười, làm như không thấy ngọc lâu đang áp xuống, không tránh không đỡ, giơ tay chụp lấy Diệp Phúc, nhe răng cười nói: Tiểu tử thối, lão đây đã nhấn lại ngươi nhiều rồi, ngươi đây là tự tìm đường chết mà. Ta muốn xem sau khi ngươi chết đi, Vương Mẫu còn có thể chọn ai làm Tây Hoàng Công đây. Một chiêu này của hắn xuất ra môn hình vạn trạng, giống như viễn cổ ma thần sống lại, từ thời không viễn cổ bước ra thống trị thiên địa. Tôn hóa thân này của hắn không giống như phân thân, hóa thân chính là thân ngoại hóa thân, không những có được pháp lực của phân thân mà còn có thân thể. Thân ngoại hóa thân của thánh hoàng có thực lực vô cùng cường mạnh, cơ hồ có thể sánh ngang với vua hoàng. Một chưởng này của hắn khiến Diệp Húc và Hạo Thiên Khuyển đều bị bao phủ, rõ ràng là không chỉ muốn đánh nát Diệp Húc, thậm chí ngay cả con phá cẩu dám to gan mở miệng nhục mạ mình cũng muốn chết chết để hà mối hận ở trong lòng. Thình lình từ bên trong ngọc lâu, một tòa tiểu sơn cao khoảng một trượng rơi xuống, ầm ầm một tiếng hạ ngay trên đỉnh đầu của Xích Quyên Ma Tôn. Xích Quyên Ma Tôn lập tức cảm thấy pháp lực quanh thân mất hết, giống như bị phế bỏ tu vi, hừ cũng không hừ được một tiếng, liền bị tòa phương trượng tiên sơn cực kỳ bé nhỏ này đè ép đến mức thân thể mỏng như tờ giấy. Đáng đời, cho ngươi bị chịu khổ ép này. Hào Thiên Khuyển nhảy đến bên cạnh phương trượng tiên sơn mà kêu lớn. Các chủ quốc thần quốc trong thế giới Côn Luân khiếp sợ không hiểu. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Húc chưa nói hết câu, Xích Quyên Ma Tôn liền bị chấn áp vô cùng thê thảm trong một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn một trượng. Cảnh tượng này quả thật rất giống một con kiến một tay tắt chết một con ruồi đang bay. Đây là núi gì vậy, không ngờ lại có thể đem Xích Quyên Ma Tôn chấn áp ở bên dưới được. Bọn họ ngơ ngác nhìn phương trượng tiên sơn. Tòa tiên sơn này chỉ là có bề ngoài giống một quả núi, thực tế vô cùng bé nhỏ, thoạt nhìn thì nặng không đến vạn cân, nhưng lại có thể chấn áp thân ngoại hóa thân của thánh hoàng, thật là không tưởng tượng nổi. Tây Vương Mẫu rất hứng thú nhìn Diệp Húc, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ gì. Hành động này của Diệp Húc cũng cực kỳ mạo hiểm, nếu như không phải phương trượng tiên sơn chấn áp Xích Quyên Ma Tôn bộ hóa thân này thì e rằng hắn đã trực tiếp bị Xích Quyên Ma Tôn xung đột chính diện. Pháp lực thánh hoàng cao cấp trăm lần vu hoàng, nên cho dù chỉ là một tôn hóa thân của Xích Quyên Ma Tôn, so sánh với vu hoàng một chút cũng không hề thua kém. Với thực lực hiện nay của Diệp Húc, đối kháng chính diện với vua hoàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Mà giao chỉ thiên thuyền lúc này cũng không có trong người hắn, hắn thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, cho dù tế khởi thánh bảo cũng không chịu nổi một kích. Thực lực và tu vi của hắn có chênh lệch rất lớn so với vua hoàng, cho dù tu thành nhân hoàng cũng không có cách nào đối kháng chính diện với vua hoàng, chứ đừng nói là hóa thân của thánh hoàng. Thực lực và tu vi của hắn có chênh lệch rất lớn so với vua hoàng, cho dù tu thành nhân hoàng cũng không có cách nào đối kháng chính diện với vua hoàng, chứ được nói là hóa thân của thánh hoàng. Quy tắc kỳ lạ mà hắn dựa vào bên trong phương trường tiên sơn thuộc về quy tắc của tiên, trời đất của tiên so với quy tắc của vua hoàng hoàn toàn khác biệt. Dưới sự bao phủ của tiên sơn, vu pháp, vu bảo đều không có tác dụng, hóa thân của Xích Quyên Ma Tôn cũng sẽ bị khắc chế bởi quy tắc tiên sơn này. Tòa tiên sơn này thoạt nhìn tuy nhỏ nhưng lại nặng vô cùng, Diệp Phúc đến nay cũng không đủ lực đem tòa tiên sơn này hoàn toàn nhấc lên, chỉ là dựa vào ngọc lầu của hắn có thể biến hóa cực lớn,
cưỡng ép đem tòa tiên sơn này hút vào bên trong. Tòa núi này chẳng lẽ chính là viễn cổ tiên sơn ư? Bên dưới phương trường tiên sơn đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét của Xích Nguyên Ma Tôn, gã điểm như nói: chỉ là một tòa tiên sơn bé nhỏ cũng đòi chấn áp thánh hoàng sao? Tiểu tử, người quá coi thường thánh hoàng ta rồi. Hạo Thiên Quyền bị dọa giật mình, vội vàng tránh xa phương trường tiên sơn, trốn sau lưng của Diệp Húc. Thánh hoàng lấy thiên làm tông, lấy đạo làm môn, mở ra đạo môn chính là Vu Tổ Thần Vương. Lão đây mặc dù không mở ra đạo môn, nhưng đã lĩnh ngộ đắc đạo, thấy được đạo môn, một tòa tiên sơn bé nhỏ sao có thể khắc chế được ta đấy. Phương trưởng tiên sơn khẽ rung động, Xích Quyên Ma Tôn vốn bị ép đến mỏng như tờ giấy thì nay không ngờ lại chậm rãi phồng lên, thân thể biến thành sung mãn. Lúc trước khi căn bản không có Diệp Húc, tên tu vi đại vu này ra gì, trong mắt y chỉ có duy nhất Vu Hoàng mới miễn cưỡng để ý. Cho dù là Vu Hoàng thì trước mặt của y cũng chỉ là một vai trò nhỏ bé, y cũng không hoàn toàn dốc lực, thậm chí không thèm nhìn công kích của Diệp Húc. Khoảng không gian quanh người y đã bị ma khí của hắn ngưng tụ thành một khoảng không trùng trùng điệp điệp, có đến mấy vạn đạo thời không bị bóp méo. Y để hóa thân của mình ở bên trong khoảng hư không trùng điệp này, bất kỳ công kích nào, cho dù là một kích toàn lực của Vu Hoàng, đều đừng mơ tưởng trong chớp mắt có thể phá vỡ khoảng thời không này công kích đến hóa thân của y. Với tu vi của Diệp Húc thì cho dù có thánh bảo trong tay cũng không thể phá vỡ những đạo thời không này. Nhưng y vạn lần không ngờ được rằng mục đích khi Diệp Húc tới khởi Ngọc Lầu không phải là dùng Ngọc Lầu chấn áp y, mà là phóng thích Phương Trượng Tiên Sơn ở bên trong đó. Khi Phương Trượng Tiên Sơn rơi ra, từng khoảng thời không trùng trùng tan rã, chỉ một thoáng liền xuyên thấu mấy vạn thời không, trực tiếp giáng xuống đầu của y, khiến y bị đè ép. Hóa thân của vị thánh hoàng này có thể tranh hơn thua với Vu Hoàng, nhưng khi gặp phải Phương Trượng Tiên Sơn loại di tích viễn cổ này thì đến cả một chiêu còn chưa xuất ra được liền bị áp thành mỏng như tờ giấy. Nếu như đổi lại là bất kỳ một người nào trong thế giới Vu Hoàng, hoặc là một ai đó có chút hiểu biết về chiến tích của Diệp Húc, đều sẽ không tùy tiện để cho Diệp Húc tế khởi Ngọc Lâu hay bảo tháp ở trên đầu mình. Đây tuyệt đối là một việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng Xích Nguyên Ma Tôn lại không hề biết những chuyện trước đây của Diệp Húc, do đó một chút cũng không để ý đến tòa Ngọc Lâu này, khiến y chịu hư lớn, bị chấn áp đến biến thành tờ giấy mỏng, mất hết thể diện trước các vị quốc chủ. Lúc này lửa giận trong lòng y hừng hực, đường đường một thánh hoàng của Xích Đế Ma Giới lại bị một tên tiểu bối đè ép trước mặt nhiều người. Tuy nói chỉ là đè ép một tôn hóa thân của y, nhưng loại nhục nhã này vẫn khiến y khó mà tiếp nhận được. Thánh tôn ta đã nhìn thấy đạo môn, lĩnh ngộ đắc đạo, một tòa tiên sơn đã trôi vào dĩ vãng cũng khắc chế được ta hay sao? Phương trưởng tiên sơn run rẩy càng ngày càng mãnh liệt hơn, tôn hóa thân của Xích Quyên Ma Tôn một lần nữa ngưng tụ, hai cánh tay và lưng cùng nâng lên, dự định đem tòa tiên sơn này nhấc dậy. Diệp Húc không khỏi biến sắc, người khác không biết trọng lượng của tòa tiên sơn này, nhưng hắn thì biết rất rõ ràng. Phương trưởng tiên sơn vô cùng nặng, thoạt nhìn thì bé nhỏ đến đáng thương, chỉ cao có một trượng, nhưng bên trong tiên sơn chính là một hệ thống thế giới rộng lớn bao la. Mặc dù không bằng được một phần của thế giới Vu Hoang hay Côn Luân tiên giới, nhưng vẫn vô cùng to lớn, có thể cùng dùng đến con số tỷ vạn để mà tính toán. Hóa thân của Xích Nguyên Ma Tôn không ngờ lại có thể làm rung chuyển cả tòa tiên sơn, chỉ riêng một điểm này đã vượt xa Diệp Húc, đạt đến trình độ mà Diệp Húc không cách nào sánh kịp. Đây mới chỉ là tình huống tu vi của y bị Phương Trượng Tiên Sơn áp chế. Nếu như tu vi của y không bị áp chế thì e rằng Phương Trượng Tiên Sơn đối với y mà nói có thể nhấc lên một cách dễ dàng. Nếu là chân thân của y đến đây, chỉ sợ tòa tiên sơn này ngay cả tu vi của y cũng không áp chế nổi. Lợi hại, không hổ là thánh hoàng. Có điều Xích Quyên Ma Tôn, ngươi muốn đấu với ta thì vẫn còn non nớt lắm, bây giờ ngươi tốt hơn vẫn là ngoan ngoãn nằm sấp xuống đi. Ngọc lầu trên đầu Diệp Húc lại một lần nữa bay lên, vù vù chuyển động. Đột nhiên từ trong ngọc lầu bay ra một tòa bảo tháp, nhập vào bên trong tiên sơn, trôi lơ lửng giữa khoảng không bên trong Phương Trượng Tiên Sơn. Dù là thiên địa tháp không chịu quy tắc áp chế của Phương Trượng Tiên Sơn, chỉ thấy tòa bảo tháp này càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, buông xuống vô vàn đạo huyền hoàng chi khí rơi phía trên Phương Trượng Tiên Sơn. Phương Trượng Tiên Sơn lập tức trở nên vô cùng nặng nề, ầm ầm một tiếng lại đem Xích Nguyên Ma Tôn áp xuống, khiến y lại bị đè bẹp. Uy năng của Di La Thiên Địa Tháp bao trùm áp đảo Xích Nguyên Ma Tôn, khiến y bị ép tới mức không thể nhúc nhích. Xích Quyên, ở trước mặt ta, ngươi cho dù con là rồng thì cũng phải ngoan ngoãn biến thành con côn trùng, trung thành nằm sấp xuống cho ta. Diệp Húc dùng Di La Thiên Địa Tháp cộng thêm Phương Trượng Tiên Sơn hoàn toàn trấn áp Xích Nguyên Ma Tôn, ánh mắt quét lướt bốn phía, thản nhiên nói: "Chư vị, còn có ai muốn tranh đoạt ngôi vị Tây Hoàng Công với chấm nữa không?" "Tiểu tử, ngươi ở trước mặt mọi người làm nhục ta, làm nhục thánh hoàng của Xích Đế Ma Giới, ta nhất định sẽ giết ngươi, băm ngươi ra thành nghìn mảnh."
Tiếng nói của Xích Quyên Ma Tôn từ dưới núi vọng đến, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Con bé bên cạnh kia, người cứ đợi làm quả phụ đi. Lão đây nhất định sẽ làm thịt nó, khiến nó phải chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Dù là thiên địa tháp đột nhiên trở nên càng nặng hơn, khiến y bị ép đến hộc máu, nói không ra lời. Các vị quốc chủ thần quốc im lặng, ngay cả Xích Quyên Ma Tôn cũng bị Diệp Phúc dễ dàng chấn áp, không cần hao phí nhiều sức lực, thậm chí còn không kèm tự mình động thủ, liền khiến cho Xích Quyên Ma Tôn phải nằm bẹp trên đất, không thể nhúc nhích. Đây chính là lập uy, trước mặt các vị quốc chủ thần quốc, cũng là trước mặt các vị vô hoàng, chấn áp một tôn hóa thân của thánh hoàng. Từ điểm này, bọn họ liền có thể thấy được, Diệp Phúc kẻ ngoại hương này hoàn toàn không phải là một quả hồng mềm, thích nắn thì nắn, ngược lại, hắn vô cùng khó giải quyết. Thực lực của hắn không hề cường mạnh như vậy, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, có thể dễ dàng chi phối Xích Quyên Ma Tôn, một cường nhân mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, Tây Vương Mẫu đã từng nói rõ ràng, bà lựa chọn Diệp Phúc làm Tây Hoàng Công. Nếu như lúc này bất luận là ai xông ra, thì đều là chống đối lại Tây Vương Mẫu, chỉ có một đường chết. Vì thế cho dù bọn họ còn có chút ý kiến, cũng không dám hé răng nửa lời. Nếu như đã không còn ai phản đối, vậy thì chấm đành gắng gượng mà làm vậy, ngồi lên ngôi vị Tây Hoàng Công này vậy. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, nắm tay Phượng Yên Nhu, hướng bảo tọa Ngọc Đế và Ngọc Mẫu đi đến. Tây Vương Mẫu từ trên Phượng tọa lui xuống, để cho Phượng Yên Nhu ngồi lên bảo tọa, bản thân lui về phía sau, bung rẻm nhiếp chính. Có điều Tây Hoàng Công, cái cách xưng hô này không hợp ý chấm. Diệp Phúc trong Lăng Tiêu Bảo Điện, ngồi trên tòa bảo tọa mà Viễn Cổ Thiên Đế từng ngồi, quan sát mọi người, mỉm cười nói: từ nay về sau, chấm chính là Ngọc Hoàng, Tây Hoàng Công, cái xưng hiệu này chớ nên nhắc lại nữa. Các người về sau có thể tham bái chấm cùng nương nương. Phía sau màn che, Tây Vương Mẫu khẽ nhíu mày. Diệp Phúc biểu hiện quả thực có hơi cường thế, che khuất cả quyền uy của Vương Mẫu. Theo truyền thống của Hoa Tư Thiên Quốc, Tây Vương Mẫu chính là người thống trị cường thế, còn Tây Hoàng Công chỉ là người phụ thuộc Vương Mẫu. Vậy mà Diệp Húc sau khi trở thành Tây Hoàng Công lại lập tức thay đổi danh hiệu, rõ ràng là không theo ý của Vương Mẫu. Hiện nay đã là thời thế không bình thường, sự tình cũng đặc biệt, thôi thì tùy hắn vậy. Tây Vương Mẫu ánh mắt chớp động. Đợi đến khi hai người sinh con, Hoa Tư Thiên Quốc ta liền có người kế tục. Đến lúc đó Vương Mẫu sẽ có thể làm mẫu nghi thiên hạ chân chính, thoát khỏi bóng của hắn ta. Ta nhất định phải giết ngươi, băm ngươi thành trăm ngàn mảnh. Tiếng gào thét của Xích Quyên Ma Tôn mãi không dứt. Sau khi Tây Vương Mẫu chết, ta phải xem còn ai có thể che chở được cho ngươi nữa đây. Còn Hạo Thiên Khuyển thì nhảy đến bên cạnh Phương Trượng Tiên Sơn, không ngừng kêu gọi: cháu nội, ê, ê. Trong không khí náo nhiệt hài hòa, các vị quốc chủ, quốc thần tham bái, Diệp Phúc cùng Phượng Yên Nhu cuối cùng khẳng định được địa vị người thống trị Hoa Tư Thiên Quốc. Thực ra đối với Diệp Phúc mà nói, trở thành người thống trị Hoa Tư Thiên Quốc chỉ là chuyện đại khái. Hắn đối với thế giới Quân Luân không hề coi trọng, sở dĩ đăng cơ xưng hoàng chủ yếu vẫn là miễn cưỡng gắng gượng trước mặt Tây Vương Mẫu, không muốn để chủng tộc thần thánh cổ xưa này đến bước đường diệt tuyệt. Tu vi của hắn càng ngày càng cao thì địa vị và quyền thế trong mắt của hắn cũng càng ngày càng thấp, chỉ có tăng lên cảnh giới cao, đạt được thành tựu cao mới là giấc mộng của hắn. Lấy thiên làm tông, lấy đạo làm môn, mở ra đạo môn chính là vu tổ thần vương, đây là loại cảnh giới nào? Hắn trong lòng thầm nghĩ, đối với cảnh giới thánh hoàng và thánh hoàng trở nên tràn đầy khát khao. Đạo môn mà Xích Quyên Ma Tôn nói đến rốt cuộc là thứ gì đây? Điều này e rằng chỉ có Tây Vương Mẫu, vị thánh hoàng này mới có thể giải đáp cho ta được thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 161 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây, và cũng là tập tiên hiệp duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Dạo này mình hơi bận một chút, mình muốn dành thời gian cho bên Ngược Về Minh Triều, vẫn đang soạn bản thảo bên đấy để đọc Ngược Về Minh Triều cho anh em. Thì các bạn thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.